một Tết Liên Quân rinh quà rước lộc vào ngày Liên Quân để nhận ngay cặp skin thần tài hữu hạn Triệu Vân và Slim Z, lì xì may mắn 50.000 quân huy mỗi ngày và các quà tặng khác trong chuỗi sự kiện từ ngày 5 tháng 1 đến 29 tháng 1, mùng 1 Tết vào Liên Quân để cả năm may mắn nha các bạn ơi. Let's go. Và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh TV, và trước khi vào video các bạn quay cho tôi một like, một subscribe cũng như cho mọi người xem tôi tim nha. Và hôm nay tôi đang trở lại với game Liên Quân và trên tay của tôi đang cầm một chiếc điện thoại có thể chơi game Liên Quân đấy các bạn. Nếu các bạn có thể thích thì có thể vô chơi chung Liên Quân với tôi nha các bạn. Được rồi, chúng ta sẽ vô trận thôi nào. Ủa cái gì vậy? Sao khác cái gì nó cứ nhúc nhích nhúc nhích ở đằng kia vậy? Ủa cái gì vậy ta? Ủa các bạn có thấy không? Hình như nó có một cái xúc tu hay cái gì nó ở dưới cát vậy. Đừng có lại đây, cái gì kinh dị quá vậy? Ai da cái gì vậy? Cút ra. Nó chôm cái điện thoại chơi Liên Quân của tôi luôn rồi các bạn ơi. Đứng lại, trả lại đây cho tao. Ôi trời đất ơi, tự nhiên đâu ra cái xúc tu nó lấy cái điện thoại của tôi luôn rồi kìa các bạn ơi. Trả điện thoại đây cho tôi để tôi chơi Liên Quân chứ sao lấy cái điện thoại của tôi vậy? Cái xúc tu kia đứng lại đây. Trời ơi tức quá các bạn, cái xúc tu đâu ra? Hình như tôi thấy nó. Ủa sao nó lại nằm trên cái tay của thằng Huy Nấp vậy các bạn? Ôi trời. Trời đất ơi, vậy là tôi hiểu rồi. Hóa ra đó chỉ là cái trò phá của thằng Huy Nấp. Được rồi, trả lại cho tao, trả điện thoại lại cho tao. Trả đây. Ôi trời đất ơi, ôi sao cái tay mày gắn cái xúc tu gì rồi ghê quá vậy? Xúc tu này là phát minh mới của tao đó. Phát minh mới hả? Mọi thứ mọi nơi. Ôi trời đất ơi, đã vậy nhưng mà mày trả điện thoại cho tao chứ mày không là tao quýnh mày bây giờ cái thằng kia. Hôm nay tao muốn mà đem mày qua đây là để chơi thử thách chứ không có chơi Liên Quân. Trời, thử thách cả hả? Là sao? Bây giờ tôi rủ ông chơi thử thách nè. Nếu như mà tụi tôi thắng, tụi tôi giữ điện thoại ông trên Liên Quân. Gì kỳ vậy? Trời ơi, vậy nếu mà... Trời ơi, nếu mà thắng là nhớ trả lại để tao chơi Liên Quân đó nha. Được rồi, vậy tụi bay muốn chơi thử thách gì đây? Không có đọc comment nhiều lắm nhất con mấy bạn fan hả? Ủa, có hả? Anh Tô Gà ơi, hãy xây thử thách toga.edanubbergod đi anh. Em sẽ chấm điểm cho anh 1 triệu điểm. Wow, trời ơi, tôi quên mất cái comment này nhiều like như vậy sao? Được rồi, vậy thì nếu mà các bạn đã muốn thử thách tôi như vậy thì được rồi, tôi sẽ cùng nhau với Huy Núp dây dắt cùng nhau làm thử thách đó. Được rồi, các bạn ơi, đi thôi nào. Thì như các bạn đã biết thì Toga ở đây là một nhân vật được các bạn ủng hộ trên kênh Toga rất là nhiều. Bởi vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ làm một cái thử thách liên quan tới cái con đó. Tại vì nó cũng có rất là nhiều level rồi. Nếu mà các bạn đã coi hết tất cả những video của tôi về Toga ở đây thì các bạn sẽ biết. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xây thử thách toga.edanubbergod nha các bạn ơi. Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta đã bắt đầu rồi. Mỗi người chia ra mỗi nơi để chúng ta có thể xây cái thằng tô gà SD của mỗi người nha. Để tôi ở đây cho. Được rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây rồi các bạn. Nhưng mà các bạn nhớ nha, video này được tài trợ bởi Liên Quân. Bởi vậy mình sẽ nhờ sự trợ giúp của Liên Quân trong cái thử thách xây này các bạn ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ triệu hồi Tử Ngộ Không ra để có thể xây giúp mình trong cái thử thách này các bạn ơi. Trời đất ơi, vậy thì tôi có thể thắng một cách dễ dàng. Được rồi, Tử Ngộ Không ơi, hãy xuất hiện đi. Ngộ Không của Liên Quân ơi, đâu rồi ơi? Ông đây rồi. Trời đất ơi, bây giờ tôi đang cần sự trợ giúp của ông này. Ông Ngộ Không ơi, bây giờ ông có thể hả giúp tôi xây cái thử thách lần này. Tôi biết ông là một người xây rất là đẹp này, ông có thể phụ tôi xây à, để chúng ta có thể xây ra một thằng tô gà ở đây thiệt là xịn không? Nếu người đã tin tưởng thì ta sẽ giúp người. Được rồi, vậy thì bây giờ đã có Ngộ Không hỗ trợ thì chúng ta bắt đầu xây tô gà chấm ở đây thôi nào các bạn ơi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đưa những cái nguyên vật liệu cho ông để ông có thể xây cùng với tôi này. Được rồi các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vô xây cái đầu của tô gà ở đây trước rồi chúng ta sẽ bắt đầu mở rộng nó ra thiệt là xịn luôn nha các bạn ơi. Và đặt một cục vàng ở đây nữa hãy cha. Vậy là xong rồi đó các bạn ơi, tô gà SE rồi, quá đỉnh luôn ông Ngộ Không ơi. Đúng là có ông Ngộ Không hỗ trợ, chúng ta đã xây được một ông tô gà đây vô cùng đáng sợ và kinh dị luôn các bạn nhìn đâu. Đó, để chúng ta sẽ có bốn cái chân nhện rất là đáng sợ và nó mắc vô mấy cái cục đá này. Và thằng tô gà này nhìn các bạn nhìn đi, rất là gớm, nó rất là ghê luôn các bạn. Đó chính là tô gà SE đó các bạn ơi. Đó, cái cổ nó được mọc dài ra chứ nó không gắn liền với cái thân đâu nha các bạn. Trời quá là đáng sợ luôn. Được rồi, đúng là ông Ngộ Không có tay nghề cao thiệt. Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta đã xong bề ngoài rồi các bạn. Bây giờ ông Ngộ Không theo tôi này, trong này có một cái lỗ ông theo. Chúng ta chỉ cần nhảy vô đây và chúng ta đã đi vô được bên trong và sẽ có một cái cánh cửa để có thể dẫn chúng ta vô trong tô gà đây có thể xây những cái thử thách liên quan tới tô gà đây các bạn. Được rồi, đi vô cánh cửa đó thôi nào. Ấy cha, được rồi, vậy là tụi mình đã chui vô được bên trong của thằng tô gà đây của tô gà được các bạn ơi. Và hôm nay chúng ta sẽ có sự giúp đỡ để xây cái thử thách cùng với Ngộ Không nữa các bạn. Ôi ông múa kìa. Được rồi, bây giờ chúng ta đi làm thử thách đầu tiên là cái gì đây? Tôi xin nhờ được ông Ngộ Không gợi ý đây. Theo nguyên tắc tài chiến lược của Liên Quân. Tài chiến lược hả? Vẫn nè, đúng rồi, chúng ta vẫn nên làm theo những cái nguyên tắc như vậy. Vậy là chúng ta sẽ làm thử thách liên quan tới tài chiến lược các bạn ơi. Được rồi, vậy thì bây giờ nếu mà theo cái nguyên tắc đó thì đầu tiên chúng ta cần làm liên quan tới tài. Được rồi, vậy thì bắt tay vô làm thôi nào. Được rồi, thì thử thách này nó sẽ liên quan tới tài nên chúng ta cần kiếm một đồng xu để có thể mở được cái cánh cửa để đi qua thử thách khác đó. Các bạn thấy có một cái lỗ nào đó, cái lỗ này là sẽ là nơi chúng ta đặt đồng xu vô đó.
và để kiếm được đồng xu đó để có thể lấp vô đó thì chúng ta cần phải, các bạn nhìn đây, xung quanh đây có rất là nhiều cái lỗ, và cái lỗ này nó sẽ rất là kinh dị, tại vì những cái lỗ này sẽ là nơi để mà xuất hiện những thằng quái vật, những con quái vật con gà chấm bê đây đó các bạn ơi. Và để tôi cho các bạn coi những con quái vật nó sẽ xuất hiện như thế nào đây. Đấy cha, coi như đây rồi rồi. Ôi coi như kìa, đó nó sẽ chui lên kìa các bạn, và nó sẽ cố gắng càng ngày càng chui lên thiệt là nhiều những con quái vật đó đó, coi như kìa, nó chui lên rất là nhiều để có thể tấn công chúng ta và ngăn chúng ta với cái việc đến được cái chỗ đặt cái đồng xu bên kia. Và các bạn muốn tìm được đồng xu thì các bạn phải tiêu diệt những con quái vật này, thì tại vì đồng xu nó sẽ nằm một trong những cái con quái vật nó sẽ giữ được cái đồng xu, bởi vậy mình sẽ phải tiêu diệt nó đó, nó vẫn chui lên kìa các bạn ơi, thì chúng ta phải tiêu diệt nó và lượm đồng xu đặt vô cái chỗ kia thì chúng ta có thể mở được cánh cửa và vượt qua được thử thách này các bạn ơi. Thì đó sẽ là thử thách đầu tiên của Toga đó các bạn ơi. Vậy là xong thử thách đầu tiên rồi các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi vô cánh cửa để đến với thử thách thứ hai rồi các bạn ơi. Let's go. Ai cha, và đây sẽ là nơi chúng ta sẽ làm thử thách thứ hai các bạn ơi. Thì theo hồi nãy nhưng mà ông Ngộ không nói thì thử thách thứ hai chúng ta sẽ làm liên quan tới gì đây? Thử thách thứ hai thì chắc chắn sẽ liên quan tới từ trí rồi. Đúng rồi các bạn ơi, tài trí lực trí thì nó sẽ liên quan tới kiểu trí óc, trí khôn, kiểu liên quan tới đầu óc đó các bạn. Thì mình sẽ làm một cái thử thách liên quan tới trí, đó chính là thử thách trả lời câu hỏi. Chúng ta sẽ có những cái câu hỏi và nhiệm vụ của Huy Nấp và Giác, đó chính là phải trả lời những câu hỏi. Bây giờ mình sẽ ví dụ có bao nhiêu toga.ere trước giờ thì các bạn đã coi video của toga thì các bạn có biết là bao nhiêu level, bao nhiêu con không? Nếu mà biết thì comment ở dưới nha. Thì bây giờ nếu mà chúng ta chọn 5 thì chúng ta sai, 15 và cũng sai, và đáp án chính xác đó chính là 8. Mà nếu chúng ta chọn sai, chúng ta chạy vô những cái con sai thì chúng ta sẽ bị những cái con này nó ăn thịt luôn các bạn. Ây da, thấy chưa các bạn ơi, mình đã bị ăn thịt rồi tại vì mình chọn sai đó. Thì chúng ta sẽ phải chui vô đúng cái miệng của thằng cô gái đây, có đáp án đúng đó chính là số 8 các bạn ơi. Được rồi, đi vô thôi nào. Ây cha, ây cha. Và chúng ta sẽ được đưa qua câu hỏi tiếp theo, đó chính là toga SE mới nhất là toga SE nào các bạn có biết không? Tôi cho các bạn 5 giây để đoán nha. 5 4 3 2 1, đó chính là, các bạn trả lời đi nha. Thì nếu chúng ta chọn toga SE level 5 hay là toga SE thế hệ 2 đều sai hết nha các bạn. Và đáp án đúng đó chính là video gần mới nhất của tôi, đó chính là toga chu chu cha đó các bạn biết không? Đó, đó chính là toga quỷ tàu lửa đó các bạn. Toga SE tàu quỷ này đó, đây mới là đáp án đúng. Thì nếu chúng ta chạy vô đây thì chúng ta sẽ được, hay cha, là chúng ta sẽ được đưa tới câu hỏi cuối cùng, đó chính là toga SE nào có nhiều đầu nhất các bạn ơi. Thì các bạn thử lục lại những video toga SE trước của tôi coi thì các bạn xem được có đoán đúng không nha. Được rồi, tôi cho các bạn 5 giây, 5 4 3 2 1, và đáp án đó chính là toga SE level 5 với tổng cộng là 7 cái đầu như các bạn. Còn level 3 thì nó sẽ có 5 cái đầu thôi, còn level 4 thì có 3 cái đầu, nhưng mà 2 cái đầu kia là cái đầu gà thôi, nên đáp án đúng phải là toga SE level 5. Thì các bạn nào đoán đúng không thì comment để tôi thả tim cho nha. Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần nhảy vô đây coi như chúng ta qua được thử thách trí này. Ai cha, và chúng ta đã đến với thử thách cuối cùng của toga SE rồi các bạn. Các bạn có mong chờ, có hào hứng không ạ? Thì thử thách này như các bạn đã biết theo nguyên tắc tài trí lực thì bây giờ chúng ta sẽ làm liên quan tới lực đúng không ông Ngộ không Liên Quân ơi? Đúng rồi đó. Được bây rồi. Làm đi nhóc à. Ok, thì các bạn thấy đây, mình đã đào sẵn một cái hố rất là bự ngay giữa cái thử thách này. Thì các bạn biết ai ở dưới không? Các bạn vừa thấy được mém bé đó, các bạn có nói được không? Đó chính là toga SE mới nhất, hay còn gọi là toga SE tàu quỷ đó các bạn. Nhìn xuống đi. Đáng sợ chưa kìa các bạn ơi, nó như một cái con tàu hay là như một cái con nhện rất là nhiều chân và con mặt rất là đáng sợ nữa các bạn. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm gì với nó đây? Thì thử thách lần này liên quan tới lực nên chúng ta sẽ phải dùng sức mạnh, hay gọi là dùng sức lực, để có thể tiêu diệt được con boss con trùm cuối các bạn ơi. Các bạn nhìn này, bây giờ nó như một con nhện vậy, nó có thể, ôi các bạn nhìn kìa, nó đu lên và nó đu xuống bất kỳ lúc nào. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải tiêu diệt được nó như là kiểu là con nhện chúa vậy các bạn. Khi mà nó chui xuống như này thì chúng ta sẽ không đánh nó được, và chúng ta phải canh đúng lúc nó đang đi lên vậy. Nhưng mà lúc nó đi lên thì các bạn biết sao không? Nó sẽ triệu hồi ra những con nhện con. Những con này nó sẽ tấn công chúng ta cùng, ôi ôi nó cũng cạp bên luôn kìa các bạn ơi. Bởi vậy chúng ta sẽ phải vừa đánh con nhện con này và canh khúc nó vừa đi lên này, nó sẽ chui xuống lại. Nếu mà nó chui xuống lại thì chúng ta không đánh nó được nữa các bạn. Chúng ta phải tiêu diệt được những cái con này. Ôi, trời ơi, được, giết tao là chủ tạo ra cái game này đó mày. Đó, nếu mà nó chui xuống dưới rồi chúng ta không đánh được, chúng ta phải canh nút nó lên, và lúc nó lên thì nó lại triệu hồi ra những con nhện con các bạn. Bởi vậy chúng ta làm sao để tiêu diệt được nó? Đó chính là để coi vào sức mạnh của Huy Nấp và Giác sẽ như thế nào đúng không các bạn? Được rồi, vậy là chúng ta đã xong 3 thử thách nhờ sự hỗ trợ của Ngộ Không trong Liên Quân rồi các bạn. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài xem thử tụi nó xong chưa thôi nào. Hãy cha, được rồi, đi ra ngoài thôi. Ơi, được rồi, vậy là cảm ơn ông đã hỗ trợ tôi xây cái thử thách này. Cảm ơn ông nhiều. Không có gì đâu, nhưng mà bây giờ tao phải có chuyện, tao cái đường cần đi gấp rồi. Ôi, cha rồi. Tao sẽ đưa cho cậu một cái cây kiếm này. Thì ủa, cái kiếm này biến thành giống y chang. Ồ, thì cả Ngộ Không. Ôi, vậy thì nếu tôi có cái kiếm này, tôi có thể đánh bại mấy thử thách mấy thằng kia dễ dàng. Được rồi, để tôi cầm cái kiếm này lên thử coi. Hãy cha. Wow, tôi đã trở thành Ngộ Không luôn rồi các bạn ơi. Ngộ Không bây giờ không phải là con khỉ mà là một con gà. Trời, cảm ơn ông nhiều nha. Có gì xíu tôi trả kiếm lại nếu mà hồi thử thách. Được rồi, ông cứ đi giúp người khác đi. Bye bye Ngộ Không trong Liên Quân nha. Ôi, ổng đi luôn rồi các bạn ơi. Được rồi, vậy bây giờ mình đã có thể trở thành Ngộ Không và mình có thể tham gia thử thách của tụi kia nếu mà mình có hỗ trợ có sức mạnh thêm rồi các bạn ơi. Được rồi, tôi bay xong chưa vậy? Tao xong rồi nè. Úi trời ơi.
Nhìn tận Huy kìa các bạn ơi, nhìn đáng sợ quay. Ủa giờ dắt cũng xong luôn rồi kìa. Còn bên này là của Tô Gà cùng với sự giúp sức của Ngộ Không, nhưng mà tụi này không biết đâu các bạn. Được rồi, vậy thì bây giờ để coi chúng ta sẽ vô hầm của ai trước đây các bạn. Đây là của dắt là một cái đầu này, của Huy trời Huy cũng ghê lắm, và của tôi. Được rồi, theo trình tự chúng ta sẽ vô của dắt trước đi các bạn ơi. Được rồi, đi thôi nào. Ôi cái này vậy, đây chính là cái đầu của Tô Gà đe của dắt Bill đấy các bạn. Các bạn thấy thế nào thì đừng quên comment chấm điểm ở dưới nha. Nhìn nó hơi mắc cười. Ủa sao nó có cái hàm răng ở dưới không vậy? Không có răng ở trên thì kỳ chứ, bị gì à? Bị súng hả? Được rồi, nhìn là tôi biết cái đường vô nó nằm ngay cái miệng rồi đúng không? Được rồi, đi vô thôi nào các bạn ơi, let's go. Tại sao? Và đây chính là bên trong thử thách của dắt VN núp các bạn ơi. Trời sao có con quái vật Tô Gà gì kia kìa ơi. Level 2 đúng không? Tất nhiên tôi phải biết. Thôi các bạn, đây chỉ là Tô Gà đây level 2 đi coi. Trời trời nó bự quá mà, nó có một cái cổ nó lòi ra rất là đáng sợ. Được coi. Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái vũ khí của Ngộ Không để cho tôi để tiêu diệt nó coi. Mày này con, mày này con. Mày ơi, lao như nào vũ khí của Ngộ Không. Cha 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 cha. Cha cha. Ôi giời ơi các bạn ơi, vũ khí của Ngộ Không đánh đẹp quá các bạn ơi. Trời, các bạn nhìn này, Tô Gà đây này nó ghê quá các bạn ơi. Huy phụ tao vô sao mà chạy qua. Mày này con, mày này con, mày. Cha cha cha. Ôi sao nó kẹp tôi hoài vậy? Trời ơi, da trời nó mạnh quá, nhưng mà không sao. Tôi đã có vũ khí của Ngộ Không liên quan rồi. Mày nè chém nó, mày cha ai cha lại Ngộ Không lại mày này con tiêu diệt có đi Huy ơi, phụ tao đi. Trời ơi, tôi là Tô Gà Ngộ Không mà. Ôi trời ơi, đúng rồi, chiếm Ngộ Không cho tôi đó. Wow, tiêu diệt được nó rồi. Nhảy lên này, nhìn nhảy lên này. Ôi cha đó, skill quá là mạnh luôn các bạn. Mày nè con, được rồi, đi ra ngoài tôi đào tiêu diệt xong con boss rồi. Ai cha, được rồi, vậy là đã xong thử thách của dắt rồi các bạn ơi. Cũng được đó, thì các bạn đừng quên chấm điểm cho dắt nha các bạn. Trời ơi, được rồi, bây giờ chúng ta đi vô của Huy nè các bạn ơi. Lần này Huy núp không làm Huy núp nữa mà Huy làm Huy pro nha các bạn. Được rồi. Ồ, nhìn cũng có vẻ đáng sợ đó các bạn. Rồi đi vô đường nào, đi vô đường nào đây. Chui vô cái răng á. Ủa vô cái răng hả? Ôi chết ơi, bị kẹt rồi, mày lừa tao hả mày? Mày lừa rồi, thật ra là chui từ dưới đây lên. Trời ơi, hóa ra là chui ở dưới lên các bạn. Trời ơi, có chỗ cái cánh cửa màu trắng kìa. Được rồi, đi vô thôi nào các bạn ơi. Hay cha, và đây chính là bên trong. Ôi trời ơi, hết cả hồn. Trời ơi, sao thì có cái xúc tu mà có cái đầu Tô Gà đâu ra ghê quá vậy trời. Đây chính là thử thách bắt của xúc tu. Ôi trời ơi, trời ơi, cái xúc tu mà nó gắn cái đầu mình vô kìa các bạn. Đáng sợ thì chứ, các bạn nhìn kìa đó, các bạn coi. Được rồi, vậy là chúng ta không được để đụng mấy cái xúc tu này các bạn. Nó cạp kìa. Được rồi, chuẩn bị nha, dắt canh này nhảy qua này lên. Ôi nhảy qua. Ôi coi chừng kìa, nó cạp một cái là xỉu đó nha các bạn. Nhìn kìa, coi cái mặt này. Ghê quá các bạn. Được rồi, nhảy qua cái tiếp theo là ôi coi chừng đụng cái phía sau kìa. Ok, để dắt nhảy trước. Ôi trời đó luôn rồi. Trời đất ơi, canh nhảy kỹ chứ. Ôi nhưng mà Ngộ Không mà tôi có thể nhảy nhẹ nhàng đó các bạn. Hãy cho đã đơn giản liền. Huy nấp sợ đi. Được rồi. Ôi bên này cũng có một cái xúc tu này các bạn ơi. Rồi canh này né nha các bạn. Ôi coi như kìa, nó cạp qua một cái là tôi chết luôn đó. Trời ơi, rồi né qua. Hết hồn đi. Rồi sao nữa? Cái này làm sao nhảy đây? Trời ơi khó vậy các bạn. Hình như tôi nghĩ nếu mà theo cách này thì đằng sau đó sẽ có cầu thang đằng sau đó, để tôi thử coi. Hay cha, quá đỉnh luôn các bạn ơi. Ôi trời ơi. Ôi ghê vậy, dắt cũng làm được luôn ha. Được rồi. Trời ơi, hết hồn, tứ tưởng là bị rồi. Ôi ơi, bên này có nhiều xúc tu quá vậy. Ôi chừng nó cạp, có những nó cạp kìa. Ôi ghê quá coi. Ok. Rồi luôn, dắt bị nó cạp luôn rồi các bạn ơi. Ôi ghê quá. Trời ơi, cái này nó cứ canh nhau nó đưa. Ôi quá trời quá. Trời ơi, hóa ra cục này nó xoay các bạn ơi, nên tôi bị như rớt hồi nãy. Được rồi, lại này, 1, 2, 3. Nhảy lên, quay xoay nè. Quay, ôi, trời, nó cạp kia. Trời ơi, xin đỡ bị cạp nữa các bạn. Nhảy qua đây, ôi trời, bên này cũng cạp nữa này các bạn. Cạp dữ quá vậy trời. Đừng cạp tay nha, đừng cạp nha. Nhảy qua đây, ôi, trời, yeah, ơi. Ở đây có một cái nữa hết rồi luôn các bạn ơi. Trời ơi xui thiệt chứ, dắt qua đúng chỗ bị cạp luôn các bạn. Thôi được rồi, bây giờ đợi dắt qua chúng ta sẽ cùng qua cái cánh cổng tiếp theo thôi nào các bạn ơi. Cố lên cổ vũ cho dắt đi. Yeah, thôi đừng có đi vô đây vậy mà. Thằng Huy đã làm cái 7 ngày đây khó chịu thật sự. Được rồi, đi vô thôi. Hãy cha, và đây chính là ôi trời, đây chính là Tô Gà SE level 5 này các bạn ơi. Nhớ ôi trời, xung quanh còn có một đống xúc tu đó, cứ xong đầu còn có gai kẹp nữa kìa các bạn. Trời ơi ghê quá các bạn. Đây chính là cái con mà hồi nãy có nhiều đầu nhất á. Được rồi, tôi sẽ sử dụng sức mạnh của Ngộ Không để tiêu diệt nó. Cha. Trời ơi, nó đang dụ ra đánh dắt thì dắt dụ nó dắt lại để tôi tấn công nó đằng sau. Mày này con. Ôi nó kẹp kìa, nó bị kẹp kìa. Mày sao sức mạnh của Ngộ Công của Liên Quân. Cô lên. Cha. Ai cha, cô lên. Ôi chết rồi,
dắt bị nó tiêu diệt rồi các ơi. Ôi trời, sao không bỏ rồi. Ôi ghê quá, con này nó mạnh quá. Được rồi, chạy thì bây giờ chỉ còn tôi thôi. Ây cha, tao sẽ tiêu diệt được mày. Trả thù cho dắt này. Mày này con, mày tự tô gà Eden. Level 5 này mày tự, mày level 5 mày nhiều đầu mà mày ngon hay mày tự, mày có 7 cái đầu mà mày bằng ta. Mày mày nè, mày mày nè. Ôi giời nó mạnh quá các bạn ơi. Chúng ta phải tận dụng đến sức mạnh của Ngộ Không này các bạn. Hay cha 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 cha. Hay cha 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 cha. Mày chết đi. Yeah! Tiêu diệt được nó rồi các bạn ơi. Trời ơi, dăm ba hàng tô gà đang có bao nhiêu so với kiếm của Ngộ Không luôn các bạn. Được rồi, tao thắng rồi này Huy Đức ơi. Ha ha ha. Ôi bây giờ vậy là đã xong của Huy Núp và của Dắt. Bây giờ sẽ tới lượt tụi nó chơi thử thách của mình mới vui nè các bạn ơi. Được rồi, hào hức quá, đi thôi, đi thôi. Ây cha, vậy là chúng ta đã đi ra khỏi thử thách của Huy Núp. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tới con tô gà đây của tô gà. Các bạn nhìn kìa, chưa gì tụi bay nhìn bề ngoài tụi bay đã thấy khoái rồi đúng không? Trời ơi quá đỉnh. Cái này tôi tự build luôn đó chứ không có nhờ sự trợ giúp của Ngộ Không nào hết đâu nha. Ha thiệt đó. Trời tụi nó xảo quá các bạn ơi. Được rồi, bây giờ tụi bay kiếm cách để mà đi vô đi, làm sao để đi vô đây? Vô đâu vậy? Nó nằm ngay cái bụng kia đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè, lại 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 đây. Đó, có cái lỗ này. Mình chui vô bên trong tô gà và có cái cửa kìa, thấy không? Chỉ cần nhảy vô một cái thì sẽ đưa chúng ta đến với thử thách đầu tiên của tô gà. Và thử thách này sẽ là thử thách liên quan tới tài đúng không các bạn? Được rồi, thì nhiệm vụ của tụi bay là phải tiêu diệt những con tô gà ở đây, nó sẽ trồi lên kìa, thấy không? Và trong một trong những con đó nó sẽ có giữ một cái đồng xu, thì tụi bay sẽ phải kiếm đồng xu đó nếu muốn vượt qua. Rồi, nó tấn công kìa các bạn. Rồi, ở nó chui lên kìa, nó chui lên kìa, nó chui lên kìa, nó chui lên kìa, tiêu diệt ở đây để mà lấy đồng xu đây. Ôi giời ơi, nhiều quá các bạn. Thằng Huy nó bị rượt kìa coi. Ôi giời, tiêu diệt tụi nó đây. Ờ quên quên, mình phải đưa vũ khí cho nó chứ. Được rồi, tao cho mày mượn này, tao cho mày mượn kiếm của Ngộ Không nè. Này, cho mọi đứa mượn một cái kiếm của Ngộ Không nha. Đó, 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 sau lưng kìa Dắt ơi, sau lưng có cái vũ khí kìa Dắt ơi. Bên này nè, bên này nè. Ôi 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 ôi, Huy nó chém kìa coi. Được rồi, chém nó đây, chém nó đây. Watch out, watch out. Ôi giời ơi, Dắt bị cắn chết rồi. Ôi giời, ghê vậy, ghê vậy. Ờ nhưng mà vẫn chưa kiếm thấy đồng xu đúng không? Trời ơi, vậy là chưa phải rồi, kiếm tiếp đi. Còn những con khác nó sẽ trồi lên từ dưới là. Ôi các bạn nhìn kìa, nó trồi lên ghê quá các bạn. Ôi giời ơi, Huy nó đánh quá trời quá đất luôn kìa. Ôi giời, Dắt đang đánh kìa các bạn. Kiếm đi, kiếm đồng xu đi. Cố lên, cố lên. Ôi giời ơi, cố lên anh em ơi. Tiêu diệt tụi nó, trời ơi, tụi nó lên một đống rồi kìa các bạn ơi. Ôi giời ơi, ôi ôi. Rồi xong, Dắt đi nữa rồi. Để coi Huy nấp coi. Ôi ôi, Huy nấp nó đánh kìa, Huy nấp nó đánh kìa. Ôi giời, Huy nấp ghê vậy, Huy nấp ghê vậy. Ôi giời, Huy nấp đánh, đúng là sức mạnh của Ngộ Không quá là bá đạo luôn các bạn ơi. Cố lên, cố lên. Sắp có đồng xu rồi đó, tiêu diệt tụi nó đi. Ôi. Ôi, thằng Huy nó kiếm được đồng xu hay sao rồi đó các bạn. Ở đây coi, nó đặt lên rồi. Ôi, cha. Wow, Huy nó đã gắn được đồng xu luôn rồi. Cửa nó mở ra rồi kìa, chạy vô đi anh em ơi. Nhanh, 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 nhanh. Trước khi mấy con quái vật nó lên nữa kìa. Trời, 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 nó lên quá trời luôn các bạn. Được rồi, vậy thì bây giờ mình còn chân chờ gì nữa mà không đi vô thôi nè. Ây cha, và chào mừng đến với thử thách thứ hai của tôi gãi đây. Đó chính là thử thách liên quan tới trí đó. Đây chính là những cái thử thách trả lời câu hỏi. Bây giờ có bao nhiêu tô gà ở đây? Bây giờ trả lời câu hỏi đi. 5, 15 hay là 8 sẽ phải chui vô miệng một trong những con đó. Rồi, rồi, coi Huy nó chọn trước các bạn. Ôi Huy vô nè. Ôi xong, Huy nó bị nuốt cho bụng rồi các bạn. Để coi Dắt chọn rồi, để coi Dắt chọn rồi. Rồi luôn, Dắt bị nuốt cho bụng rồi các bạn. Trời ơi, hai tụi bay sai hết trơn rồi. Số 8 đúng rồi. Ôi được rồi, vậy tụi nó chui vô đúng thì mình cũng chui vô luôn các bạn. Ai cha, vậy là đúng rồi đó. Câu hỏi tiếp theo đó chính là tô gà Eden mới nhất là tô gà Eden nào đó. Các bạn nhìn đi, level 5 tô gà Eden tàu quỷ hay là tô gà Eden thế hệ 2? Hãy chọn đi, chọn đi. Để coi Huy chọn cái gì đây. Ờ à, cái gì đây, cái gì. Ôi xong, thằng Huy nó quay với mình mà nó quên hết các bạn ơi. Đúng rồi, trời ơi, Dắt đúng rồi các bạn. Mày chọn lại đi kìa, mày chọn sai rồi đó con. Trời ơi, cái thằng này, thằng Dắt vừa kêu chọn đúng rồi nó vẫn cố gắng nó chọn bên kia để nó chết. Mày ngu vậy, cái giữa đó mày, đi vô đây. Trời ơi, nó chọn gì kỳ này chứ. Đi vô cái giữa thôi nè. Ây cha, và đây chính là thử thách câu hỏi cuối cùng. Tô gà e nào nhiều đầu nhất đó. Ha ha ha, khó liền. Ủa sao biết? Xài con boss mà, hồi nãy đó. Hồi nãy mày có nói luôn đó. Cái gì? Trời ơi, quên mất, hồi nãy mình lỡ tiết lộ luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, vậy là đúng rồi. Vậy Dắt có biết không? Trời ơi, lộ hết các bạn. Nhưng mà không sao, không sao, trả lời đúng. Nhưng mà quan trọng là thử thách cuối cùng mới căng này các bạn. Được rồi, đi vô coi thử tụi nó đối phó với thử thách cuối cùng như thế nào. Được rồi, và chào mừng đến với thử thách cuối cùng, cũng coi như là con tô gà Eden mới nhất hiện đây các bạn ơi. Nhìn đi, tụi bay chuẩn bị vũ khí đi. Chuẩn bị khi mà nó chui lên là tụi bay có thể đánh nó. Nhưng mà nó trốn xuống dây mà nó không đánh được đâu. Rồi, nó lên rồi kìa, đánh nó đi, đánh nó đi, đánh nó đi. Ôi, ôi, nó kẹp kìa, nó kẹp kìa, quánh nó đi, quánh nó đi. Tấn công nó đi kìa, nó đang chui lên kìa các bạn. Nhìn kìa, rồi, rồi, rồi. Nhưng mà không, những con của nó xuất hiện rồi kìa, những con con. Rồi xong rồi, ôi, ôi, đánh những con kìa, đánh những con kìa. Rồi, 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 ôi, ôi, nó chui xuống lại rồi kìa các bạn, nó chui xuống lại rồi kìa, nó chui xuống lại rồi.
trời ơi đất ơi, ôi nó sinh ra mấy con quá trời luôn kia, các bạn con nó đang chui xuống rồi, nó bây giờ tụi nó phải tiêu diệt mấy con rồi nó sẽ lại chui lên xuất hiện lại rồi, coi kìa nó kẹp kìa, ôi nó kẹp kìa rồi, đánh nó đi rồi nó lại chui xuống lại rồi các bạn, rồi mỗi lần nó lên là nó sẽ lại cho ra những con các bạn ơi, rồi ôi nó lên lại kìa, wow. Ôi nó ra nhiều con, nó lại trốn xuống lại kìa các bạn. Con này nó thông minh quá, nó cứ lên xuống hoài à các bạn. Rồi nó chuẩn bị chui lên kìa, nó kẹp. Ôi trời nó ra nhiều con quá kìa các bạn. Rồi. Ôi nhưng mà nó còn một chút xíu máu thôi. Trời ơi ghê quá các bạn ơi. Ôi nó kẹp kìa. Ôi nó kẹp kìa các bạn, nó kẹp dắt chết chắc rồi. Ôi rồi luôn. Ôi nó kẹp dắt kìa các bạn. Ôi nó chui xuống lại. Rồi luôn nó chui xuống lại là không có đánh được nó đâu. Rồi bây giờ phải đợi một đợt cuối nữa để nó tiêu diệt được nó các bạn ơi. Rồi bây giờ nó núp ở dưới rồi. Nó ra mấy con không ơi các bạn ơi. Ôi con này nó thông minh. Trời ơi. Ôi nó lên kìa. Anh em ơi tranh thủ nhanh lên. Ôi nó ra nhiều con quá. Trời ơi. Con này nó chơi ghê quá. Còn một chút xíu máu ơi kìa. Còn một chút xíu máu ơi mà cố lên. Trời ơi còn một chút. Ôi tiêu diệt nó đi, tiêu diệt rồi. Cố lên chắc ơi. Trời ơi không được rồi, trời ơi. Đánh nó đi. Chết nó luôn rồi. Wow. Trời ơi vậy là Huy đã tiêu diệt được nó rồi các bạn ơi. Trời ơi tiêu diệt thằng con gái đây level cuối cùng. Nhưng mà con đó công nhận nó mạnh đi. Được rồi bây giờ chúng ta đi ra ngoài thế nào các bạn. Let's go. Vậy là xong rồi đó các bạn ơi. Trời ơi các bạn thấy cái thử thách của tôi thì như thế nào. Đừng quên comment chấm điểm ở dưới nha. Và các bạn đừng quên là đã có sự hỗ trợ và giúp sức của Ngộ Không trong Liên Quân. Mùng 1 Tết Liên Quân rinh quà rước lộc vào ngay Liên Quân để nhận ngay cặp skin thần tài hữu hạn Triệu Vân và Slim Jet lì xì may mắn 50.000 quân huy mỗi ngày và các quà tặng khác trong chuỗi sự kiện từ ngày 5 tháng 1 đến 29 tháng 1 mùng 1 Tết vào Liên Quân để cả năm may mắn nha các bạn ơi. Let's go.